Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn cái hệ thống treo đằng sau hoặc là treo đằng trước dành cho cầu thẳng. Cái này có thể được gọi là hệ thống treo độc lập cũng được. Thực tế là tên khoa học thì nó gọi là hệ thống treo phụ thuộc. Tuy nhiên thì về cái độ nhún êm thì chắc chắn là xe hơn rất nhiều so với dòng nhíp. Và về độ đơn giản thì nó lại rất là đơn giản, rất là đẹp cho so với này cái hệ thống càng chữ A. Vì vậy thằng này thì nó được kết hợp giữa hai cái hệ thống ưu điểm đó, cho nên là các bạn làm xe có thể sử dụng cái hệ thống này. Và làm cái khung của bộ này thì nó cũng rất là dễ. Một đầu bám vào điểm khung thì các bạn bám vào đây. Và các bạn hàn một đường cong lên trên này và đỡ ở trên này. Đấy thì khung nó sẽ ra dạng khung cong võng giữa, nó sẽ làm cho khung gầm của mình rất là thấp. Đối với cái dòng xe Fire bản đi phố thì rất là đẹp. Cái hệ thống lò xo này là lò xo to đường kính phi 10 và đường kính lò xo thì đường kính vòng lò xo là 10 cm. Đường kính cái thép lò xo này là 12 mm. Đấy, cho nên là nó vừa giảm xóc tốt, vừa có khả năng chống xô ngang như thế này. Đấy. Và nó rất là dễ lắp đặt. Đây là cái hệ thống tay đòn. Đấy, hệ thống tay đòn bắt vào khung đây. Đây là cái hệ thống phục nhún. Cái này là có chức năng của cái cây này là nó nhún xuống, nó thụt xuống thì rất là nhanh, nhưng nó đồn đàn hồi lên thì rất là chậm. Đấy, nó sẽ khắc phục được cái tình trạng của cái lò xo như thế này. Xong lò xo này thì nó cứ nhún nhảy thôi, nó sẽ cảm giác đi xe nó cứ tưng tưng, nhưng mà nó có cái cây phuộc này nó sẽ làm cho các bạn như ngồi trên xe hơi sang trọng vậy. Nhún xuống thì xuống sâu, nhưng khi đàn hồi lên thì rất là chậm. Đấy, nó rất là hay ở chỗ đấy. Thì tất cả các cái đồ này thì nó đều có bát u đỡ thứ đây, rất là đầy đủ. Đây là đây ác cao su nó rất là to, bởi vì khi nó nhún một bên thì nó sẽ có hiện tượng vặn. Khi có hiện tượng vặn thì những cái cao su to như này nó sẽ chính là những cái chức năng để nó chống vặn. Thì các bạn nhiều khi là sẽ tự chế, nhưng mà các bạn sẽ không hình dung được khi nó nhún một bên thì nó sẽ bị vặn hình vỏ đỗ. Đấy, cho nên cần phải có cái cao su lớn thì nó mới khắc phục được cái tình trạng đấy. Đối với cái hệ thống lò xo và các cái u bát đỡ này thì bên mình lấy những loại tốt nhất. Đây, ví dụ như cái cao su này thì nhiều chỗ người ta bán thì nó không có cái vòng đệm cao su này, nó chỉ có miếng sắt này kê thẳng lên cái lò xo này, và một cái miếng sắt kê ở dưới này thì bên mình nó nằm miếng sắt và nó có bọc cả cao su nữa, cho nên là nó rất là êm. Đấy, đi nó sẽ ít xảy ra cái hiện tượng kêu và nó êm hơn rất là nhiều. Thì giá thành nó sẽ có sự chênh lệch, khi đồ phụ tùng bớt đi thì giá thành nó cũng sẽ bớt đi theo. Đấy, thì một bộ đầy đủ nó là như vậy, dành cho tất cả các loại xe địa hình, xe bản đi phố, và nó thay thế được cho cả dòng nhíp lẫn dòng chữ A. Về cái độ êm và độ cứng vững thì thằng này đạt được cả hai ưu điểm đấy, vừa cứng vững như dòng nhíp lại vừa êm như hệ thống càng chữ A treo độc lập. Đấy. Thứ hai nữa là nó có thêm một cái ưu điểm thứ ba nữa, đấy là khung nó rất là dễ làm. Cái phần lò xo này thì nó lại chính là cái phần ghế sau. Vì vậy cho nên là khi các bạn làm khung hay là các bạn cảm thấy là nó rất là hợp lý ở cái điểm đó. Đấy. Đây thì mình có bỏ ra ngoài cho các bạn xem một cái. Đây là cái ở ngoài đây. Cái phần võng này sẽ là phần hàn lên cầu này.
Đấy. Cái phần này là hàn lên khung xe này. Đấy, các bạn có thể để ý cái kết cấu đặc biệt của cái đây các bạn xem cái ác cao su nó này. Đấy, cái ác cao su nó lại làm khuyết khuyết phía bên trong. Đấy, cái ác cao su này đấy, làm khuyết khuyết vào nha. Mục đích của nó là để khi xe nó bị vặn ấy, cái cao su này nó có thể nghiêng ngả này, nó chống vặn lên thanh sắt này. Đấy các bạn nhìn đi kìa, nó có khuyết khuyết cái cao su này vào này. Đấy, đây nó cũng khuyết này. Đấy, nó rất là hay. Thì đấy, chọn một bộ nó như thế này thôi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và xem video. Các bạn nhớ bật thêm chuông thông báo nữa để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.